Nghe sư phụ nói, tập 4. Chịu khổ một chút ở thế gian này là việc tốt. Khai thị vào buổi sáng ngày 3 tháng 1 năm 2018 tại chùa Cực Lạc, Đài Nam. Hộ pháp phải có trí tuệ, phải có phước báo. Không có trí tuệ, không có phước báo thì đối với Phật pháp chỉ có hại mà không có lợi. Điều này không thể nào không biết được. Sự hưng suy của Phật pháp, hưng suy của tôn giáo, hãy xem 10 năm này. Nếu trong 10 năm này có thể hưng thịnh thì sẽ được hưng thịnh trở lại. Nếu không thể hưng thịnh thì sẽ bị suy thoái. 10 năm này là 10 năm quyết định, là lúc để quý vị tích đức, cũng là lúc để quý vị tạo nghiệp. Bất luận là tại gia hay xuất gia đều phải xem trọng. Đi sai đường sẽ đọa địa ngục vô gián. Thật sự hộ pháp trong tâm quý vị muốn giảng sanh, tất cả đều được giảng sanh, được Phật lực gia trì. Đây là thời điểm quyết định. Như ngày xưa tôi gặp được quán trưởng Hàng, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Thật sự hiếm có, khó gặp. Thật sự nhiệt tâm hộ trì, không nghĩ đến danh văn lời dường. Trong nhà Phật phải nhìn nhận rõ ràng sự hộ pháp chân thật. Hoằng pháp, hộ pháp đều không thể được. Tại gia, xuất gia, hoằng pháp, hộ pháp phải nhận biết rõ ràng. Thời đại này của chúng ta đã không còn quy củ nữa, đều làm những việc danh văn lợi dưỡng, nghĩ đến điều lợi và hại và được mất của cá nhân, không suy nghĩ đến Phật giáo, không suy nghĩ đến chánh pháp. Tội này rất nặng. Bất luận là xuất gia hay tài gia, tài gia là hộ pháp, xuất gia là hoằng pháp, đều tạo tội nghiệp rất nặng. Sau khi chết rồi mới hiểu rõ, hiểu rõ rồi không còn kịp nữa. Tạo tội hay tu phước, phước này trong nhà Phật là công đức bậc nhất. Quý vị làm như pháp, như lý, như pháp, tu phước để cứu Phật giáo. Nếu quý vị mặc tình để bản thân chạy theo danh lợi thì quý vị đọa địa ngục vô gián. Không đọa địa ngục thì không biết, đọa địa ngục rồi liền hiểu được, quá ư là khổ, thật không đáng. Tu phước phải tu thế nào? Mọi người đều không biết. Mọi người đều biết cách niệm, nhưng không biết niệm A-di-đà Phật là tu phước. Phước báo nào lớn nhất? Niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ là phước báo lớn nhất. Cho nên tôi nói mọi người đều biết mà lại không biết. Nói rõ ra là biết, còn không nói rõ ra thì không biết. Chịu khổ một chút ở thế gian này là việc tốt, được tiêu nghiệp chướng. Đừng cho rằng họ sỉ nhục ta, họ ức hiếp ta, họ gạt ta, họ hại ta, đều là việc tốt. Họ đã tiêu nghiệp chướng cho ta, không biết ơn mà còn nói họ là quán thân trái chủ của ta. Không biết làm sao để tiêu trừ nghiệp của chính mình, không biết được. Tâm thanh tịnh chính là phước, tâm sanh phiền não chính là nghiệp, chính là tội nghiệp. Xin hỏi quý vị, mỗi ngày sanh phiền não nhiều hay là sanh tâm hoan hỷ rồi niệm Phật nhiều? Nghĩ ngợi những chuyện lung tung đều là tạo tội nghiệp. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi Cực Lạc. Cẩn dịch Diệu Hiệp.